cho đội hình của team Liquid. Islep đã bắt đi được cái tên chính xác là Islep đã bắt đi được cái tên Salut trong màu áo của Danawa và tiếp tục nhắm tới một con người nữa. Nhưng bây giờ thì Seoul trả sát thương là đau và Siuzen cũng đang bắn phá vào. Nhưng ngay sau khi có được điểm kill thì Siuzen cũng đã phải nằm xuống. Những round, những tình huống thi đấu này thì các đội tuyển đã đổi mạng nhau là rất nhanh và bây giờ Seoul đẩy lên hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Bây giờ thì KPI lại tiếp tục mất người và Na'Vi cũng đang gặp khó khăn khi một quả lửa trả ra bởi T-Bone là cực kỳ đánh đá. Một quả lửa chí mạng hoàn toàn khi vòng bò ép từ đằng sau và Na'Vi thì không có chỗ nào để có thể tiến ra trước mặt cả. Nết hạ gục đi XMPL, thêm cả cái tên Quincy đã bị nốc đi nữa. Hai thành viên cổ sót lại của Na'Vi phải lên xe để cố gắng tìm một đường thoát thân. Fury cũng đang nhắm tới Space Station Gaming. Ronon có viên đạn đầu tiên là chuẩn xác và bây giờ ta hạ gục nốt cả Sharpshot 4K. Nhưng Jikikamukao cũng phải bỏ mạng ra súng của Page rồi. Spyro có được thêm cái đầu của Malman và tiếp tục là liên tiếp những điểm kill dành cho quá trời đội tuyển ở trong một giai đoạn này đi. Hợp lý đến TSM mà thôi, khi mà căn nhà này đã là quá đẹp dành cho họ rồi mà để Captain chọn đội tuyển các xử lý như Space Station Gaming đi ngang qua và không biết được thông tin này. Xavier tiếp tục bắt được những anh chàng bên phía của Kaijin và bây giờ thì liên tiếp là điểm hạ gục dành cho bên phía Global Esports Access. Họ chỉ còn thiếu những tình huống phẩm kill thôi nhưng nó lại thuộc về bên phía con UFP. Đội tuyển đã đứng đầu, giờ đây họ tiếp tục vươn lên cao hơn nhưng đã là quá muộn màng. Renba nằm xuống, Spear cũng nằm và chỉ còn lại một cái tên duy nhất bên phía đội hình các thành viên Ghibli mà thôi. Rất khó để có thể thở khi mà cả Eric cũng như là các thành viên bên phía VP ập vào. Và đó là cái kết dành cho Ghibli ở vị trí thứ 14. Jim đã rất cố gắng rồi, anh ta nằm rất lâu cho tới khi mà bị phát hiện. Có một tình huống đấu súng trực diện đây khi mà Nanchula người chủ động xấy trước với tắn nốc ra được một người. Sau đó thì top 11 trong KPI Gaming. Mình kịp thời có cớt vào. Spyro sẽ kết hợp với Bartolin trong tình huống giao tranh gần như là cuối cùng của VP này. Liệu họ có bất kỳ cơ hội nào hay không đây? Vẫn tiếp tục là những quả đồ được trả ra cực kỳ chuẩn xác đến từ mình. Bây giờ VP đang bị quét sạch hoàn toàn. Và vấn đề đây là những đại diện đang cạnh tranh với nhau những ngôi vị đầu bảng. Họ trực tiếp va vào nhau và tự quyết định lấy số phận của mình. Top 9 cho Na'Vi đã có. Đồ tiếp tục được Kirasi trả vào. Bây giờ anh ta nốc vào Deep Yan và xóa sổ toàn bộ đội hình của New FP. Top 8 sẽ chỉ đem lại cho NFP số điểm hạng gần như là bằng 0. Asura một mình anh ta thôi nhưng vẫn đang cố gắng đấu với bên phía team Fury và Asura thắng top 7 cho team Fury. Với những diễn biến như thế này thì gần như chắc chắn đội của Heroic sẽ là những người vượt lên top 1 ở trên bảng tổng sắp tới điểm hiện tại. Đây rồi, đã có luôn. Trận đấu còn chưa ngã ngũ một điểm số, họ đã vượt qua các thành viên phía New Happy rồi. 43 điểm với 13 kill trong một trận thi đấu. Lâu vẫn đang tận dụng những quả smoke cuối cùng để che đi cái vị trí của mình. Và bây giờ anh ta nhìn thấy Ratsun mà một tình huống đấu súng thắng và sẽ là điểm kill. Đúng là như vậy, nhưng sau đó thì Lâu cần phải bỏ chạy. Anh ta không còn nhiều đạn nữa. Hồi xong đạn thì làm sao mà thắng trong tình huống này. Anh ta vẫn có được chiến thắng, anh ta có được điểm đấu vào thứ hai nhưng không đủ để chấm dứt đội hình của team Ends. Tích dù sẽ hỗ trợ được cho người đồng đội của mình top 4 cho TSM. Đương nhiên Heroic không muốn làm một người mở combat trong pha thi đấu này, bởi vì họ biết rằng nếu hai đội tuyển va vào nhau thì cái tên thứ ba thường sẽ là kẻ có lợi nhất. Chỉ là những tình huống cấu yếu máu đối phương và sau đó thì là chậm lại một nhịp đến từ những anh chàng này. Như quả nết đến từ Dicker đã mở ra cuộc chơi đến từ cả ba cái tên. Xavier nằm xuống và vòng bò đang đốt anh chàng này tụt máu không phanh. Kirenzi thì sau khi mất máu sẽ phải hồi phục với một cái medkit. Còn một quả nết quá chính xác đến từ Jenna, nó knock out được Squidky, tiếp tục bắt được Tixo. Và Global Esports Access tuy chỉ còn hai người nhưng họ cũng đang lên tiếng. Jenna yếu máu nhưng Nigger cũng vừa bị tấn công bởi vòng bò. Rất nhiều thứ đang áp lên đội của team S và họ chỉ còn lại một người thôi. Essa pick lên, anh ta chủ động đấu trong tình huống này nhưng ai sẽ là người chiến thắng? Essa có được thêm một điểm knock out. Tiếp tục là Page cũng bị nhắm tới. Page quá yếu máu, anh ta không thể nào đấu với Essa được. Thế cân bằng đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi bộ đôi bên phía Global Esports Access. Họ hạ gục đi các thành viên phía team S, chỉ để lại một mình vị trí của Dicker. Và rồi Ezreal tiếp tục hạ gục thêm được cả vị trí của Page và loại đi Heroic ở top 3. Bộ đôi bên phía Global Esports Access đang thực sự là những con quái vật ở trong map thi đấu Mirama lần này và chỉ để lại một mình vị trí của Dicker cùng người đồng đội của mình mà thôi. Tixu đã được cứu dậy thành công rồi. Hai vía xài dành cho cả đôi bên. Vòng bò đang ép vào, Zenan mất máu là không phải, anh ta cần phải tiếp cận được gần hơn. Vị trí của Essa sẽ là người mở cánh ra lộ thông tin của mình. Tixu nằm xuống, transfer spray đến từ Zenan chưa thể nói chính xác được. Zenan bị nốc đi rồi. 1v1, Essa đối đầu với Dicker, cả hai bên đều đang hồi máu lại. Essa vẫn đang cố gắng kề vị trí của Dicker. Sau khi hồi được cái medkit này, anh ta sẽ có lợi thế về lượng máu so với đối phương. Nhưng kề vẫn đang rất chỉ đến từ Essa. Tiếp tục cả một quả đồ được trả ra nhưng chưa bị trắng đến từ vị trí của Essa. Bây giờ anh ta là người đấu súng thành công hay sao đây? Không, đó là đội hình của team Ez. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc đến từ Global Esports Access.